Ngôi Nhà Chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người, nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu. Tất cả sẽ có trong Ngôi Nhà Chung Series 2, mời các bạn cùng theo dõi. Đinh Sang, 29 tuổi, hiện là nhân viên nhân sự ngân hàng, đã trải qua 3 mối tình. Lincoln, 27 tuổi, là MC được nhiều người biết đến, tham gia chương trình với mong muốn chữa chứng bệnh sợ yêu sau 3 mối tình không thành. Thanh Loan, 24 tuổi, đang là nhân viên tuyển dụng, đã trải qua 3 mối tình. Linh Miêu, 24 tuổi, công việc chính là diễn viên tự do. Cô xuất hiện trong rất nhiều video clip có lượt xem cao được lan truyền trên các trang mạng. Quỳnh Hoa, 23 tuổi, hiện vừa kinh doanh bất động sản, vừa là chủ cơ sở trồng và kinh doanh rau sạch, đã trải qua một mối tình. Tấn Trân, 27 tuổi, vũ công popping, trưởng nhóm nhảy Outlaw Squad, vừa khởi nghiệp với công ty chuyên tuyển diễn viên cho các chương trình, đã trải qua 3 mối tình. Thiên Phong, 26 tuổi, công việc chính thức là dẫn chương trình và là tác giả sách, có 2 mối tình không thể quên. Kim Anh, nickname là Misoa, 26 tuổi, là MC và là một vlogger chuyên về trang điểm, đã trải qua 4 mối tình. Bạn này tên Quỳnh Hoa. Em tên gì? Là gì? Người khác tên là Lincoln. Chào bạn, nhà chung, lớp house. Rồi, trong nhà chung mình thấy tính cách của những anh nào như thế nào tốt nhất? Em thấy ai mà đàn ông mà vô nấu cơm là em ấn tượng à? Cảm giác với Loan lại cao hơn người khác trong thời điểm này. Những rung cảm đầu tiên đã xuất hiện. Hoa đã gặp được chàng soái ca Lincoln. Trong khi mẫu người mà Lincoln đang tìm kiếm lại là cô nhân viên văn phòng tự tin Loan, Phong thì đang bối rối với cô bạn thân ngoài đời Misoa. Trong khi Miêu vẫn là một cô nàng khá bí hiểm. Liệu tình cảm của các bạn có những bước tiến triển gì tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập 3. Cho tới ngày hôm nay thì Loan có vẻ như là cô gái đang được chú ý nhất. Buổi sáng cô có sang tình nguyện chở đi làm, và buổi chiều đã có một anh chàng đứng đợi sẵn. Ok, let's go. Tự nhiên mình đưa rất một người mà mình mới vừa quen mấy tiếng hồ thôi. Cảm giác rất lạ, và cũng là cái cảm giác mà tự nhiên mình leo lên xe của một người mà mình mới gặp có vài tiếng thôi. Lỡ nó sợ sợ ở đây mình đi bán nữa. Lỡ sợ sợ vô cách tin, không bây giờ anh chở em đi đâu, đâu biết đâu. Chính xác, hôm qua em là người con gái đầu tiên trên mặt chung mà anh được gặp đó. Nên là... chứ còn gì? À đúng rồi, anh mở cửa cho em. Mà em có nghĩ ai chưa? Anh có một cặp tình như vậy nè. Lincoln với lại Linh Miêu. Lincoln, Linh Miêu, Linh Miêu hả? Ờ. Biết sao không? Anh chậm với cá nhân thôi, thì cái này cũng đâu có cái gì mà chứng cứ đâu. Ngày hôm qua em thấy là mỗi bạn nam hoặc là mỗi bạn nữ đều cố gắng nói chuyện thiệt là nhiều với các bạn nam còn lại, với các bạn nữ còn lại. Để làm gì lạ quá hả? Nói chuyện với nhau cho biết nhau. Duy chỉ có một cặp chỉ nói với nhau vài câu thôi, nhiều khi không nói luôn á. Đó là Miêu và Lincoln. Tự nhiên hai người đó dụ khoảng cách với nhau. Thật ra lúc đầu mới vô anh hơi dội. Miêu á, cá tính mạnh quá. Em biết Miêu đúng không? Miêu khá nổi tiếng mà bác. Anh nhìn Miêu thì anh chưa có nhớ ra cái gương mặt này. Tại make up, tóc tay rồi khác. Lúc mới Linh Miêu là anh ngờ ngọ rồi. Tại có khoảng thời gian lùm xùm khá nhiều. Cái rồi tối lên mấy thằng trai mới lôi hình ra lên Google search. Ôi hồi bị hot luôn. Quá hot. Pikachu. Mà sao không nói nữa. Bữa nay điện thoại, em nhắn tin điện thoại hay nhắn Zalo luôn? Nó cứ rung bần bật lên luôn hả? Nó cứ rung hết người này tới người kia đúng không? Tại vì em cũng nhắn ít ngày, do em không có ngay ngày mà. Là công việc. Thì anh thì nhắn nguyên suốt buổi dọc vậy thôi, chứ còn ví dụ anh Sang thì... lâu lâu đúng không? Nhắn mà là buổi sáng cũng phải nói này nói nọ để ngày mai ông chở em đi tiếp chứ. Thì em cứ nói hả? Không lẽ người ta chở mình đi mà xong rồi mình lo mình làm cả ngày mình không cảm ơn một tiếng đúng không? Em cứ nói anh, mai anh chở em đi. Thôi, anh nghĩ sao vậy, xa mà kẹt xe rồi anh vòng đi vòng về nữa bất tiện. Có gì đâu. Trong Zalo của mình thì chỉ có
một người con gái trong nhà Chung thôi, đó là Loan. Thì mình chỉ nhắn tin với mỗi cô ấy và thấy cổ cũng trả lời lại rất là nhiệt tình, hai đứa cũng gửi hình cho nhau rồi vui vui nói chuyện vui vui. Thì mình cứ nghĩ là mình gây được ấn tượng tốt, nhưng mà tới lúc mà chở cô về rồi mới biết là ngày hôm nay cô nhắn tin tới ba anh lận, là anh Lincoln, anh Sang và mình. Hơi hụt hẫng xíu tại vì mình chỉ mang nhắn tin với mình cổ mà cổ nhắn tin lúc ba anh lận. Cả hai đã quyết định đi siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối. Để ghi điểm với người đẹp, Phong ngay lập tức thể hiện mình là chuyên gia về việc bếp núc. Mình nấu với ăn với nấm cũng ngon. Anh thích cái gì bỏ vô, nó thành một cái nồi tảo bí lù. Đây là món chính nè, cánh gà chiên nước mắm. Mua tiêu, mua tiêu. Hôm qua không có tiêu. Không, món này không còn tiêu nữa. Hôm qua mình mua giấm chưa? Lấy thêm gì không? Anh chạy đi lấy cho. Dầu giấm thôi. Cho em chạy giấm. Ok. Chanh. Chưa ai về hết. Vừa về đến nhà, cả hai đã bắt tay ngay vào việc. Lâu lắm rồi mới làm việc nhà. Nói gì là lòi đây ha. Hồi xưa, tức là trước khi em về ở với mẹ lại á, anh vẫn 10 năm em tự lập mà. Sau đó thì về ở với mẹ, thời gian đầu còn phụ mẹ, thì ở sau mẹ nó làm việc phiền quá. Tại vì lúc anh tự lập anh nấu theo ý anh. Sau này về ở với mẹ thì lại không hợp. Hồi xưa còn nấu đồ ăn cho người yêu mà. Anh năm nay bao nhiêu? 26. Ờ đúng rồi, anh già rồi mà. Ờ còn ráng nói thêm nữa. Em nói vậy không sợ anh sai buồn hả? Chắc ông nói ông già quá cho nên mới không hợp với mấy đứa mình đó. Ủa em không thích cái gu người lớn tuổi hơn mình nhiều hả? Cũng bình thường. Anh nghĩ gần gần tuổi dễ nói chuyện hơn đúng không? Gần gần tuổi dễ nói chuyện hơn nhưng mà lớn tuổi hơn sẽ chiều chuộng mình hơn. Em thích được chiều hả? Sao nãy em nói thích người độc lập nữa. Ủa không, chiều chuộng khá độc lập nha. Anh thấy nó cũng có cái gì đó. Đâu có, độc lập ở đây đâu phải là mình cứ một mình làm hết mọi thứ đâu. Nhưng mà đàn ông mà đã lớn hơn thì lớn hơn cho chót luôn. Hơn luôn chục tuổi. Nhưng mà nói chứ quen mà cách tuổi quá cũng khó lắm nha. Hồi xưa có cái anh kia kìa, ảnh hơn em 10 tuổi. Cái ảnh tán tỉnh em đâu trong tới gần 2 năm trời cơ. Cái mỗi lần mà nói chuyện với ảnh giống như là hai đầu thế giới nói chuyện với nhau vậy anh. Hồi xưa anh có quen một chị lớn hơn anh 6 tuổi. Sau đó thì đúng thì cái lần gây lộn cuối cùng trước khi chia tay là mình tìm một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài chứ không cần thêm một người mẹ. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Sang đã vừa về đến. Ờ có người về rồi. Có hai người ở nhà hả? Đúng rồi, nãy giờ làm cũng xỉu luôn đó, đúng anh? Đúng rồi. Tụi em đang từ lúc 4 giờ chiều tới giờ đó. 4 giờ mình đi siêu thị từ lúc 2 giờ chiều. Mà giờ chưa xong gì hết. Chưa. Tối nay ăn gì á? Cánh gà chiên nước mắm với lại sau đó trộn dầu giấm, thêm một món xào và một món canh nữa. Hồi sáng được anh chở đi làm, chiều được anh xuống gì trời. Sáng đưa đi người, chiều cũng được. Dạ chưa, còn đi ăn trưa với người khác nữa đâu. À trưa ăn trưa người khác nữa. Con nữa. Hot dữ ta. Ừ. Ủa thì cái áo bị qua rủ. Anh. Sao mà rủ mình ăn trưa hết rồi. Em rủ đi ăn trưa cũng chịu anh. Đâu có. Để em rủ anh. Em rủ anh là anh chịu liền rồi. Nói câu làm hết dám đập tỏi luôn. Sang mà anh Sang chở em đi tiếp nha. Mới một điều kiện. Không. Hôm nay anh chở em đi, anh không hề có điều kiện gì luôn. Phải không? Anh Sang chở em về tiếp luôn nha. Về kêu Phong chở đi đi. Không, không cần điều kiện luôn em. Mày chở về cho. Về kêu Phong sáng chở đưa luôn đi. Ok, mai mấy giờ đi làm? Dạ. Ngày mai 6 rồi em đi rồi. Ê, nói hứa là phải làm nha. Điều. Trong lúc đó cũng có một cuộc đưa đón khác. Mà chắc phải ngồi một bên nữa vì em đang mặc cái váy này. Ok. Tại sao anh tham gia chương trình này? À anh muốn đi chơi. Đi chơi tới 10 ngày lận sướng còn chết. Lại gặp bạn mới giống như em. Bây giờ của anh sao mà anh xin đến đón? Thì là muốn anh nào đến đón và thôi, bảo ai còn tự tin đi.
Tại anh nghĩ là chắc là anh Sang đi làm về muộn hay sao đó. Tại hồi nãy anh đang đi làm buổi chiều, nhắn anh là tối nay bạn Miu không có xe đi rước bạn. Một cuộc đưa đón bất đắc dĩ nhưng cũng đã thay đổi đôi chút suy nghĩ của Trân với Miu. Linh Miu thì mình thấy ban đầu thì thấy bạn có vẻ hơi, mình nghĩ là kiểu hơi mình nghĩ là bạn nó sẽ khó gần, người sẽ chảnh hay gì đó, nhưng mà khi mình trở về thấy bạn cũng vui vẻ, dễ thương và cũng thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề với nhau. Mình nghĩ là mình muốn tiếp xúc với Linh Miu tại vì mình thích một người mà mình dễ nói chuyện á, kiểu như là mình hỏi gì thì trả lời cái đó thiệt á. Hôm nay anh ở đây anh lo đi, chạy lên đi thành phố như nữa. Hoa cũng đã hoàn thành công việc và về tới, trong cô nàng hơi mệt mỏi. Với một điều kiện nói rồi. Chào các anh chị. Anh con chưa nhỏ con? Dạ, anh mới về. Bố, tài xế em phải xe về luôn hả? Hôm nay em mệt quá nên em đi xe máy. Anh ngồi ăn cơm luôn đi. Em đau quá anh. Không phải mà em ngáy á. À, có trứng nè, ăn trứng dầm với mắm cũng ngon ấy. Tự nhiên luộc trứng cho bỏ vô rau cái mình. Trứng luộc đó hả? À, ngon á. Ngon, chấm với rau sống. Đúng rồi, trứng đó mà bỏ nước mắm vô chấm ngon lắm á. Sáng em đưa số cho anh Sang rồi nha. Nhắn tin Zalo cả ngày rồi nha. Chưa. Em có số chị rồi mà. Số nó biết trước rồi mà. Anh Sang hơi bị nhanh, hôm qua rồi. Cái gì? Biết số từ hôm qua rồi. Biết số ai? Chị. Làm gì có cứng. Hồi tối hôm qua. Tối hôm qua biết rồi. Biết số từ mấy năm nay rồi. À, anh biết từ mấy năm nay rồi. Em đang nghi em nè. Em ghi làm gì cho mệt, đó chứ còn ghi gì nữa. Này nó nói với Phong rồi. Anh Phong. Chị nghĩ là sau cái là... cuộc thi này, sau cái cuộc chơi này chị mới là người tay không ra về bị chơi xấu. Chị ơi. Ai em cũng đi thả hết hết trơn á đó mà cuối cùng chị là bị không. Xin lỗi nha, tôi không muốn nói gì thả tính nha. Chưa em chưa thấy thả ai hết. Đúng không? Đó, em nói câu đó anh đừng ghi. Thả lén rồi. Thả em đó. Anh thả em không? Thật ra là bốn người ai em cũng quý mến cả. Nói chuyện kiểu này kỳ quá à. Này dĩ hòa vi quý quá. Đúng rồi, thích ai thì thích giờ. Còn ấn tượng thì cái đó mình phải giữ lại cho riêng mình. Mà ví dụ như tự nhiên hai cặp đó yêu nhau cái vô đấy, tự nhiên hai cặp đó tách ra cái yêu hai người khác là rồi cái từ một cặp thành hai cặp. Rồi. Quý không? Không ấy mình làm vậy đi em. Rồi mình quen nhau luôn. Anh thích Hoa mất rồi. Hello cả nhà. Hoa ăn cơm luôn nha. Chắc ăn chút xíu. Trong lúc Lincoln ăn cơm thì Phong với Sai khi thấm rồi sau đó Lincoln sẽ là người lao bài về quét nhà. Đúng rồi, chính xác. Buổi tối, để tạo thêm không khí thân mật cho các thành viên, Sang đã đề nghị một buổi đi dạo. Ở trong này chị có để ý ai chưa? Để ý ai vậy? Chắc chị khó quá chứ chị thấy ai không ai chưa? Tại vì mới mà chị. Ừ. Chỉ là ấn tượng tốt thôi. Chứ còn nếu mà để mà tìm người thương hay là kêu thì phải thêm thời gian. Ừ. Nói chung là cứ từ từ coi sao chứ chị thấy bình thường. Thôi buồn cười lắm. Bình thường á là chị hay bị chọc trong ngân hàng, mọi người chọc chị là ế. Là sáng nay mọi người chở gì đi làm, trưa nay mọi người đón gì đi làm, tối nay mọi người đón gì đi về. Rồi xong luôn. Xong luôn. Là coi như con trai ngân hàng thấy là thấy chị là né mất đất luôn. Bữa nay không có Lincoln nấu ăn chung, cho nên nấu xong bày đó ra một đống, giờ rửa uống xỉu luôn. Thì mỗi lần làm xong thì rửa chút. Vậy thì nó mới hết. Hôm qua có Lincoln nấu ăn chung nấu đâu, Lincoln rửa nó xuống chết luôn rồi. Anh Lincoln giống em một cái đó á. Em nấu xong là em rửa, là những người ăn cơm xong là rửa sạch sẽ luôn. Hợp ghê ha. Không. Không nha mọi người đừng ghét bậy bạ nha. Không ấy bây giờ tối nay anh họp nhà lại. Xong rồi anh chỉ định bắt cặp luôn. Không. Là coi không, như là mình 8 người mình là cứ 4 cặp lên mình đi chơi với nhau. Khỏi mất công là tranh giành, khỏi mất công là phải suy nghĩ đắn đo gì cho mệt. Anh giành cặp với anh Lincoln rồi đúng không? Em biết hết á. Mình một cặp rồi, ok. Em chỉ là cảm giác như là anh Lincoln giống là một người anh cả vậy đó. Lo cho em út từng tí kiểu chu đáo giống như là soái ca trong phim Vườn Sao Băng á, cái anh tóc vàng á, Kim Hyun Jong. Kim Hyun Jong. Đang là Lincoln. Nói em giống Sai Ca trong phim Vườn Sao Băng. Chị sẽ thích cái người mà làm cho chị cười hơn. À vậy hả? Nãy giờ ai làm cho chị ấy cười nhiều nhất? Lincoln. Rồi, coi bộ anh Lincoln rất là nhiều chị. Nhiều người thích đúng không?
Gặp em là anh thì em vác ba lô về lâu rồi. Sao vậy? Mà bây giờ nhân tiện là không có Phong đây là anh em mình chốt luôn đi. Làm Phong xuống là khỏi dành. Phong rồi xuống. Bây giờ anh chốt ai? À, thì cho tụi em chọn á, em chọn là chọn anh hay là chọn Lincoln. Ủa, em đâu có biết. Thì bây giờ phụ nữ có quyền chọn chứ bây giờ. Nhanh đi để thằng Phong xuống mà rồi rối chuyện nữa bây giờ đó. Phong sẽ nói gì cái chồng Miếu. Hả? Chị Loan nói em là kêu hai đứa mình chọn anh Phong. Vậy hả? Vậy thôi. Vậy là chứng tỏ là chị Loan chọn anh Phong. Sự xuất hiện của Trân và Miêu cùng một lúc ở nhà chung đã tạo ra một cú sốc lớn. Hai người về chung kìa, thôi mình bỏ đi. Thôi lẹ lên. Quý xíu à. Về chung luôn. Vô chung đi, ăn gì chưa? Chưa. Ok, còn thôi. Ôi mẹ ơi, bắt đầu ăn trong nhà luôn. Đâu, ăn. Hôm nay Miêu về sớm, các chàng trai mới có dịp để trò chuyện cùng cô nàng. Nhưng Thông đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Tắm đi con, đi làm cho làm gì vậy? Anh đi xong rồi, Không. Từ nãy thì em cứ tưởng đi anh sang. Anh sang. Em đang bị quên mặt. Nãy Miêu lộ em với anh đó. Trước kia em đẹp gì mà lộ với anh? Tại vì em thì cứ na nào thì nhau. Giống không? Số em nghĩ cho mọi người đồng. Không, với cả em bị một cái là em hay quên. Em phải, ví dụ phải ở với người ta khoảng tầm gặp ngày đúng không? Không, gặp khoảng tầm 3-4 lần trở lên thì em mới nhớ. Chúng sao đi chơi ha? Chơi đâu ạ? Đi cầm sao chơi, uống trà sữa. Uống trà sữa luôn đấy. Mà lúc nãy kiểu em đi qua đường các thứ này nọ ấy, thấy có nhiều quán vỉa hè kiểu này nọ mà nhiều lắm, kiểu nhiều lắm. Bắp xào các thứ nữa, vỉa hoa quả các kiểu này nọ nữa cơ. Chờ đây. Ủa sao vắng vậy ta? Tức là 10 giờ rồi anh. Cậu bên đây kia đặt quá cầu chứ không? Tắt đèn rồi. Cầu hết sáng rồi. Tắt đèn rồi. Thôi bệnh tối lắm. Đi. Không được uống được trà sữa tôi xé xác mấy người ra. Nhưng mà mình có biết là mình đang đi đâu không vậy? Đi đến quán trà sữa. Mà có ai biết quán trà sữa nằm đâu không? Đang như chân biết rồi. Dưới vệ sinh mô. Ủa anh trà sữa mua đâu vậy anh? Quận Tư. Cảm ơn anh. Quận Tư lận Miêu ơi. Chịu khó dữ. Em không đùa đâu mà mày ăn được cái đùi gà. Ở nhà còn gà mà, không sao đâu. Đi mua. Người ta nói là cái gì đó, tình cảm gì đi qua đường dạ dày đó. Ai cho chị Miêu ăn nhiều, chị Miêu sẽ thương người đó. Đúng rồi đấy. Tình yêu đôi khi rất đơn giản. Tại sao em thích nó? Vì nó cho em ăn. Tại sao em thích nó? Vì em thích nhìn nó ăn. Không, nó sẽ có cuối đường em được không? Tokyo. À, ở đây có sushi, có sashimi. Thôi rồi, xong. Đóng rồi hả? Yeah, Miu sẽ cầm dép và xé xác lừa, người một. Lừa trẻ con ăn. Không, ở nhà có trà thì trong tủ lạnh có sữa. Trà sữa. Rồi. No. Làm gì có, bảo rồi cái lúc mà đi trên đường ấy nhở. Bao nhiêu quán vỉa hè rồi là trái cây các kiểu này nọ, bắp xào với ngon bao nhiêu món quá. Ở đây chỉ có đi mộ thôi. Bây giờ đi nha em con. Anh lại nha. Khác với những hình ảnh thường thấy, đây mới là Miêu của cuộc sống đời thường. Thấy rồi. Hết cả đồ ăn rồi. Bây giờ vào để ăn kem. Hả? Có kem mà. Nhưng mà nó không có trà sữa, mình đã thèm trà sữa. Đi dạo cho vui. Ăn được cái đùi gà đi bộ. Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Và này cái gì mà cũng quy ra đồ ăn hết á. Ăn à, cái giấc mơ của Miu là kiểu như kiểu rất nhiều lần ấy, mơ ấy ngọc trong đồ ăn là, ở trong một ngôi nhà kiểu bằng sô-cô-la. Có sữa chua. Vậy là trên mây, nó có thứ này nọ này.
bây giờ kiểu cái kẹo kẹo bông mới biết không? Đấy. Chị Việt Nam xuống một phát liếm là liếm liếm liếm. Sao em lạc loài vậy? Sao em không giống con gái vậy? Em không có thích mấy cái đấy. Mà chị là thích hết. Cái gì cũng thích hết. Em chỉ thích đơn. Đồ chua với đồ mặn thôi. Không phải là thích ăn ngọt, là không yêu cái gì cũng thích ăn hết. Thích nhất là ăn chua. Nhưng mà kiểu thích đồ ngọt là chỉ thích sô-cô-la thôi. Và chỉ khi được đền bù cái kém thì Miu mới chịu thôi than vãn. Kế hoạch trà sữa phá sản, buổi đi dạo phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Anh ăn gì đấy? Vậy tí về nhà em cho em ngồi dưới, em ham vui. Cô chưa ai bắt em ngồi trên đâu. Ủa, có ăn ở đây không? Buổi đi dạo ngắn ngủi nhưng đã làm thay đổi thái độ hoàn toàn về Linh Miêu với một người. Trong cái chuyến đi chơi này thì có một cái chuyện xảy ra vô tình. Cái khúc này thì hình như không có được quay lại, nhưng mà em cảm thấy rất là đồng cảm với một bạn nữ khác. Đó là Linh Miêu. Tức là trên đường đi về thì nói chung là Linh Miêu ăn kem có bị mấy anh chọc. Cô bé nghe, cô ấy quay qua nhìn các anh, cô bé cười và tiếp tục ăn kem. Em mút kem và em có nghe văng vẳng một cái tiếng là kia kìa, như kiểu người ta phải ăn kem như vậy, phải kiểu đại loại là phải ăn kem chuyên nghiệp như thế kia kìa. À, thực ra thì em cũng, em quay ra thì chẳng biết ai nói nên em chả để ý lắm. Kệ, bởi vì lúc đấy là việc của em tập trung vào ăn. Mà tự nhiên lúc đó em lại thấy cô này mạnh mẽ quá, trong khi em cũng được mang tiếng là làm nghệ thuật được mấy năm rồi. Mà đôi lúc gặp một vài chuyện nhỏ thôi thì là hay nổi đóa lên. Em là cái con người của cảm tính, và ai gây được ấn tượng mạnh với em là người ghi điểm với em. Cô ấy là người vừa rồi cho em một cái cảm giác rất mạnh. Buổi sáng sớm vẫn như mọi ngày, Lincoln vẫn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay anh chàng chu đáo chuẩn bị một phần đặc biệt hơn, không biết là dành cho ai đây. Loan có một cuộc hẹn bất ngờ với một người. Mấy giờ mới phải về lại? Mới tới bây giờ về thì cũng mệt lắm. Cũng phải thông thả mà, sếp dễ. Mày cũng nhiều sách nè. Dịp lạc vô tâm đồ gì là thấy em không ưng rồi đó. Tại ngôn tình đâu mà. Sao đồng được mấy đó ta? Có nhiều người thích lắm anh, em có một cô bạn đồng mấy cái kể về không? Cái gì mà ngôn tình là thuộc hết tên nhân vật, thuộc hết chuyện rồi, trời ơi, kinh khủng lắm. Dạ hả? Một cô gái sao cho ảo tưởng nữa hả? Không nên nói như vậy, mỗi người một sở thích mà. Đó là thực tế, nói với anh. Họ thích như vậy. Ok. Với một cô bạn là thích đọc ngôn tình, còn một cô là thích coi phim ngôn tình. Ồ. Oh. Mà sát với nhau thì... Em phải né hai người đó ra nha, không thôi là cuộc đời em sẽ bị chìm. Hai bạn thân của em luôn. Bạn thân luôn hả? Trời ơi. Cái đọc hay coi không? Không, em không coi, em cũng đọc. Em không thích coi phim. Hả? Không thích coi phim luôn. Mà em đã coi là phim điện ảnh không thích luôn. Không, ý là em không thích coi phim, mà nếu như đã coi thì em sẽ chỉ coi phim kinh dị hoặc là phim ma
Trời ơi, em không thích coi phim hả? Không. Em có biết phim ảnh á là một cái gì? Anh nói với anh đó là một cái phát minh vãi kinh khủng nhất của con người không? Mà em không thích coi phim. Phim ảnh có thể định hướng được con người luôn đó em. Hay lắm rồi, tùy mỗi người. Vậy là chưa có thằng nào nó khai nhãn cho em chuyện coi phim rồi nè. Nói chung là nếu như mà đi coi á, có phim rạp á thì vẫn lâu lâu đi coi cho mấy bạn mới bè vô. Thì phim điện ảnh là phim chiếu rạp mà. Nhưng mà nói chung là em không tại vì em không thấy nó phí thời gian. Không có, nếu như em coi đúng phim không bao giờ phí hết. Trên thế giới có rất 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 là nhiều phim hay mà em coi vô nó, em thấy nổi cả da gà luôn á. Tại vì em bị, chắc là em bị xui, em chưa gặp đúng cái phim mà khiến cho em cảm thấy yêu điện ảnh đó. Nói chung á là em chọn phim đó em coi bởi vì em cảm thấy phù hợp thôi. Ừ. Còn cái việc mà em, tại vì mà em đã đi làm 8 tiếng rồi. Okay. Em không muốn bỏ ra thêm 2 tiếng chỉ để ngồi lì có một bộ phim nữa. Nó rất là mất thời gian. Vậy lúc này chúng ta không cùng quan điểm với nhau nữa rồi, từ tội nghiệp. Rất là mất thời gian với nhau, còn cuối tuần thì em muốn đi ra ngoài chơi. Thì tại vì em là một người thiên về gia đình, em thích là sau này có người yêu hoặc là ví dụ vài năm nữa có chồng chẳng hạn. Bao nhiêu tuổi rồi? Em mới 24, vài năm nữa. Nhiều năm nữa đi, lấy sao ba mệt lắm. Thì em có thể lùi một chút về phía sau. Sau đó em sẽ là lo cho ví dụ như là về phần cơm nước hay là những cái hậu cần phía sau gì đó. Chán lắm. Không, mỗi người một mục đích mà anh. Tại vì có thể những người như anh á sẽ nghĩ là cần phải bay nhảy gì đó. Thì là anh có sở thích như vậy. Thì có thể là cái xu hướng của anh sẽ tìm kiếm những người bạn gái cũng cá tính. Cái kiểu người như anh á thì lại cần một người có thể là một người có thể nói chuyện được, trao đổi thông tin được và học hỏi được. Thì đó là những người mà tụi anh muốn đi cùng, chứ không phải là kiếm một kiểu người ở nhà nấu cơm nấu nước. Loan cũng là một người con gái bản lĩnh á. Loan dám nói lên cái Loan nghĩ, mình nghĩ là đó là một yếu tố hay. Sau khoảng một tiếng nói chuyện thì đúng như Loan nghĩ ban đầu là Loan với Trân hoàn toàn không có điểm gì chung với nhau cả. Nhưng mà đối với mình thì mình là một người thích tự do, sáng tạo, thích bay nhảy. Thì Loan với mình sẽ rất là trái ngược với nhau rất nhiều. Loan cũng không nghĩ là Trân với Loan có ý định tìm hiểu gì cao hơn. Sau ngày thứ hai ở nhà chung, tình cảm của các thành viên đã có những thay đổi. Phong đã dành nhiều thiện cảm và ấn tượng với Miu hơn. Trân cũng dành cho Miu lời khen về sự bản lĩnh và muốn tìm hiểu cô nàng khó hiểu này nhiều hơn. Lincoln và Hoa có vẻ đang hướng về nhau. Hãy chờ xem những bước ngoặt tiếp theo vào tuần sau.